Quần què gì đó. Thôi cho mặc cái quần khác đi, nhìn trông bứa. Cho chọn con pet ở đây, đấy, mũ. Mũ này đi, đấy. Vote. Ai vote? Đấy. Ôi, đấy. Quả ngon này không? Đấy. Xong. Đấy. Thế là gần như là xong rồi đấy. Rồi, thì bây giờ bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Đấy. Bước tiếp theo thì đơn giản thôi. Bây giờ bấm này. Bấm một cái này. Thì các bạn phải lưu được vào trong phần, lưu được vào trong cái phần ảnh đúng không? Lưu lưu vào trong cái phần, lưu vào trong cái thư viện ảnh. Ok. Bước này sẽ là bước khá khoai đấy. Đó. Thì các bạn vào trong file support của mình nhá. Các bạn sẽ thấy một cái thằng lúc là một cái file, nó có tên là file txt. Đây, txt. Đấy, txt. Thì các bạn mở ra cho mình. Đấy, thì trong nó sẽ chứa cái đoạn code để lưu ảnh. Thì đầu tiên nhá, có hai dòng đầu tiên các bạn nhìn thấy hai dòng này, các bạn copy cho mình. Hai dòng này có nhiệm vụ là khai báo là cái app của bạn ấy sẽ được lưu, sẽ lưu ảnh vào trong thằng, sẽ lưu ảnh vào trong thằng thằng cái điện thoại. Và tiếp đến nữa là những cái dòng code bên dưới, các bạn copy hết cho mình. Đây chính là cái file, chính là cái file để tiến hành lưu ảnh lại đấy. Các bạn copy cho mình thằng này, rồi các bạn paste vào trong thư mục, vào trong cái, đây là một cái hàm mà các bạn paste ở trong này. Đó, ok. Nó đang báo đỏ. Ok, đấy. Thì hiện tại đang báo đỏ. Sorry các bạn, mình đúng là cái hàm này là hàm sai nhá. Hàm này hàm không đúng nhá. Ok, mình xóa lại. Thì mình sẽ sửa. Mình đã sửa lại cái thằng lúc là mình sẽ sửa lại cái file hàm đúng rồi. Thì các bạn copy lại hàm đúng như mình. Ctrl C. Các bạn paste vào đây. Đấy. Tiếp đến sau sẽ báo đỏ thôi, nhưng mà vẫn báo đỏ. Các bạn kích vào những cái chỗ tổ hợp phím mà các bạn, tôi dùng tổ phím Alt Enter để nó tự import những cái thư viện cần thiết cần phải sử dụng. Đây. Ô, các bạn sửa cho mình một chút nhé, cái thằng biến contact các bạn sửa cho mình thành zip nhá. Đấy. Lúc nào mình sửa trên video thôi. Đấy. Thì còn ở trong cái file code này thì mình sẽ sửa lại cho các bạn. File support này mình sửa lại cho các bạn. Đó. Thì các bạn chỉ cần copy thôi nhá. Rồi xong. Đấy. Sau đó nhé, các bạn sang bên main activity mình để cho mình. Các bạn kích vào cái thằng này. Có phải là ở đây mình có một cái layout để chứa cái tất cả không? Thì các bạn cho mình một cái thằng ID. Đấy. Có tên là layout ảnh đi. Đấy, ảnh vẽ. Đấy. Các bạn copy cho mình nhá, nhớ nhá. Sau đó xong các bạn kích vào cái thằng ảnh tải xuống này. Đấy. Các bạn đặt cho mình một cái hàm on click có tên là lưu ảnh. Đấy, sau đó sẽ báo đỏ thì các bạn kích vào chuột đỏ và chọn cho mình cái thằng correct lưu ảnh, nó sẽ tạo ra một cái hàm ở trong này. Và công việc của các bạn là ở trong này các bạn chỉ cần gọi đến cho mình cái thằng lưu, sẽ nó sẽ làm nhiệm vụ, nó sẽ lấy ra cái ảnh được vẽ trên cái layout có tên, mang tên là ID này, và sẽ lưu vào trong điện thoại cho các bạn. Thì ở đây các bạn chỉ cần gọi cho mình cái thằng save ảnh to gallery là gì, các bạn truyền vào cho mình cái r.id chấm layout ảnh vẽ, chính là cái ID mà mình vừa đặt cho cái thằng item chứa tất cả các ảnh này. Đấy. Sau đó mình bấm run để xem được cái gì nhá. Ui, gần xong app rồi, cố lên, cố lên. Rồi, ví dụ hiện tại là nó đang là em này chẳng hạn, được chưa? Đấy. Bây giờ mình bấm tải xuống. Lưu thành công. Các bạn vào trong thư, vào trong cái thư viện các bạn thì các bạn sẽ thấy cái ảnh mà các bạn vừa tạo thôi, đơn giản ví dụ nhá, ở đây nhá. Ở đây mình sẽ tạo một cái em khác đi. Mặc váy nhìn xấu nhỉ.
Đấy, dắt chó đi dạo. Đấy, I vote Liu. Rồi sang. Đấy, có phải lúc này nó đã lưu được cái ảnh mà các bạn nó vẽ không? Đấy, ok. Đấy, app của mình, video của mình thì xin được dừng lại đây. Chúc các bạn học trình vui vẻ.